Vâng, em mình chiến tiếp tục là giới thiệu cho các bác là một mẫu CD đời cao của dòng Sony, có nó là R3, cũng rất là lâu rồi. Thì em nói mới cập bến thì bên em đẹp thiếu thùng xốp nha các bác, thiếu thùng xốp. À, để các bác nào sưu tầm thì alo cho em. Ở cuối video em sẽ test mic cho các bác cùng xem. Để các bác gọi lên tên. Tất cả những dòng mà em về là hoạt động hoàn hảo hết. Em mới quay lên bán và tiếp thị cho các bác nha. Có khiển và catalog nha các bác, catalog. Con này rất là mới nha các bác, rất là mới. Và giá là 25.500.000 đã bao ship toàn quốc cho các bác nha. Các bác nào có nhu cầu cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên. Và xin mời các bác đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất nha. Đây thì rất là mới nha các bác. Dòng này là nó dòng high-end, thiết kế rất là đẳng cấp nha. Thiết kế nó rất là sang trọng, nhìn đơn giản nhưng rất là sang trọng. Hay là ốp gỗ hai bên, ốp gỗ đặc trưng của nó nha các bác. Đấy, cái mèo nó như thế này này. Cái văn nó đẹp 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 á. Đấy. Cực kỳ nha. Này. Này, ốp gỗ phía trái nha các bác. Sáng bóng nha. Hay là phần phay nhôm phía trên. Đấy. Ngắt ngay. À, chúng ta xem lại cái mặt một lần nữa nha. Đấy. Phay xước mèo bằng gôn, rất là đẹp, sang trọng. Phía sau nó cũng như con 37X-ray thôi. Nó cũng đầy đủ cổng kết nối như là ba lăng, dây nguồn cho máy, ba lăng, cổng một xem và cổng optical, cổng của xe. Nó rất là mới. Em này series là 1101 nha các bác. 1101. Rồi sau đây em sẽ mở ruột ra để các bác cùng xem nha. Và test máy luôn cho các bác cùng chiêm ngưỡng luôn. Vâng, thì em cũng đã mất 15 phút mà em mở được cái nắp đây là các bác. Mở được cái bên trong mà coi được con R3 nó cực đấy. Đúng mà máy bãi về là mở cực kỳ là khó luôn. Tại vì sao? Ráng kêu hai mặt này. Này. Mở ốc rồi và gỡ không ra luôn. Em phải điện quân sư người ta chỉ. Dính cứng ngóc luôn nha. Đây, kêu hai mặt này. Kèm mãi mới ra luôn. Này, các bác thấy đã không? Tất cả lần đầu tiên mở luôn nha. Chưa con này chưa tháo vỡ lần nào luôn nha. Tụ này đều bẹp lớp đồng chống nhiễu luôn nha. Đấy. Một lớp đồng này. Tụ nào cũng bẹp đồng, cả tăng phô cũng bẹp đồng luôn nha các bác. Không phải con nào mà nguyên bản nó còn cả bẹp đồng vậy đâu nha. Các bác thấy không? Quá chắc chưa các bác thấy? Linh kiện khiếp khủng. Đây là cái tăng phô đó này. Nhiều con về mắc ở bẹp đồng rồi nè. Mày thích tháo là, hay là rớt ở đâu bên Nhật á. Còn đây còn nguyên luôn nha. Nguyên nói chung. Có gì là còn nguyên cái đấy. Bẹp đồng của tăng phô còn nguyên luôn. Rồi, sau đây em kém điện và test cho các bác cùng xem nha. Các bác nào sưu tầm con này về chơi, nghe trưng bày thì alo. Về chất âm thì nó trên đã tuyệt vời rồi. Rồi, em cho đĩa vào nha. Rồi, rất là nhanh. Mới chạy vào là đọc liền thôi. Nét bài, có remote mà, mới giờ mình phải bấm nha các bác nha. Đấy, đều rất là nhanh luôn. 13 bài, 1. Ok. Rồi, các bác nào chốt thì alo cho em nha. Em que ruột gan rồi, nên các bác khỏi cần. Về chỉ việc xài, khỏi cần mở ra coi mấy con. Mỗi lần mở cực lắm, bây giờ đóng lại thì nó vẫn bị dính keo nha các bác. Tại keo hai mạch của hãng này. Những con cao cấp thì hãng làm rất là kỹ nha các bác. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.